Triệu Lệ Dĩnh cự tuyệt nhiều thiếu gia nhà giàu hậu ly hôn vì lý do này. Từ khi kết hôn đến tận lúc đường ai nấy đi, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhất cử nhất động của cặp đôi đều được netizen bàn tán mổ xẻ không ngừng. Mới đây, trang tin BZH đã dẫn lại nguồn tin cực hot trong giới về tình hình của gái độc thân đắt giá họ Triệu. Một blogger cho hay, giờ đây Triệu Lệ Dĩnh cự tuyệt tất cả các sao nam trong giới. Khác hẳn với việc chồng cũ đã bắt đầu nghe theo lời bố mẹ để đi xem mặt, Triệu Lệ Dĩnh lại có thái độ lạnh nhạt với người khác giới. Nguyên nhân dẫn tới việc này là vì nữ diễn viên từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại cô không có ý định yêu đương hẹn hò bất cứ ai, chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất mà thôi. Những người xung quanh đã giới thiệu cho nàng Sam Sam nhiều thiếu gia giàu có, tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh không muốn làm quen với họ. Cũng theo trang tin này, Phùng Thiệu Phong được cho là đã hối hận sau một tháng ly hôn, cố gắng tìm vợ cũ để cầu xin cô tái hợp. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn tới việc tài tử họ Phùng cố gắng nối lại duyên xưa với Triệu Lệ Dĩnh là bởi anh hoàn toàn gặp thất bại trong việc đi xem mặt tìm đối tượng mới. Theo tin đồn, sau khi tuyên bố ly hôn, mẹ Phùng Thiệu Phong sắp xếp một buổi hẹn hò giấu mặt cho con trai. Dù rằng đối phương rất môn đăng hộ đối với gia đình họ Phùng, tuy nhiên vì nhan sắc của cô gái kia không hợp mắt, Phùng Thiệu Phong vẫn từ chối cô gái này. Vậy nhưng trái ngược với kỳ vọng của chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh tỏ thái độ lạnh lùng và cực kỳ rõ ràng. Một khi đã ly hôn sẽ không có chuyện tái hợp. Đối với nữ diễn viên, giờ đây Phùng Thiệu Phong chỉ là cha ruột của con trai cô mà thôi. Bên cạnh đó, trang Sohu mới đây đã có bài viết tìm ra bằng chứng chứng minh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa đoạn tuyệt mối quan hệ. Trên Weibo, netizen vẫn dễ dàng tìm thấy bài viết khoe kết hôn và chúc mừng sinh nhật vợ của tài tử họ Phùng. Phía dưới, bình luận cảm ơn của Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn nguyên. Ngoài ra, trên một nền tảng mạng xã hội khác, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn để ảnh đại diện đôi, không có dấu hiệu chỉnh sửa. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, đã từ lâu cô để Weibo của mình ở chế độ chỉ hiển thị bài viết trong vòng nửa năm. Chính vì vậy, rất khó có thể biết được rằng nữ diễn viên đã xóa bài đăng liên quan đến chồng cũ hay chưa. Mặc dù vậy, việc Phùng Thiệu Phong vẫn để lại dấu tích năm xưa cho thấy anh chưa nỡ xóa đi mọi thứ liên quan đến vợ cũ. Trước đó, studio của Triệu Lệ Dĩnh đã tung ra bộ ảnh nữ diễn viên chụp tuyên truyền cho một thương hiệu thời trang khiến netizen nức lòng. Người đẹp gây sốt vì hình ảnh rạng rỡ, giàu sức sống, đặc biệt là phong thái tạo dáng tự tin, bớt cứng nhắc hơn trước đây. Có thể nói, sau khi trở về tình trạng độc thân, hình ảnh của mỹ nhân họ Triệu càng gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Thậm chí, việc nữ diễn viên ly hôn chẳng khiến fan của cô buồn hay thất vọng, trái lại, họ coi đây là sự giải thoát. Nguyên nhân là bởi nhiều tin đồn cho hay mẹ chồng ghét cay ghét đắng Triệu Lệ Dĩnh. Bà đánh giá thấp nàng dâu này không chỉ bởi xuất thân nông thôn, mà còn vì Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ những thói quen sinh hoạt bình dân, không hòa mình vào giới quý tộc. Triệu Lệ Dĩnh yêu công việc, vừa sinh con xong đã háo hức trở lại quay phim. Mẹ chồng cô lại là người phụ nữ truyền thống nên yêu cầu con dâu phải ở nhà chăm sóc chồng con và sớm sinh con thứ hai. Điều này mâu thuẫn gay gắt với quan điểm của nữ diễn viên, do đó căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu leo thang. Ngoài ra, mẹ của Phùng Thiệu Phong luôn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với con trai bà là vì điều kiện gia đình anh tốt chứ không đơn thuần vì tình yêu. Thời điểm Thiệu Phong Lệ Dĩnh yêu nhau, mẹ tài tử khi biết chuyện cũng từng phản đối gay gắt. Bà cho rằng Triệu Lệ Dĩnh quê mùa, xuất xứ nông thôn, trình độ học vấn thấp, không xứng với con trai bà. Tuy nhiên sau đó Triệu Lệ Dĩnh mang bầu, nhà họ Phùng đành chấp nhận để cô vào cửa. Theo một nguồn tin, đối mặt với mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, Phùng Thiệu Phong không có cách giải quyết hợp lý. Anh liên tục nghe lời mẹ khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy không vui.